bến xe động Celebion City theo dõi trận đấu trong gỡ giải bóng đá Doanh Nhân Online Serie B 2015 vòng đấu thứ 10 giữa hai đội bóng 5B cộng và Doanh Nhân Mộ Đức. Đội Doanh Nhân Mộ Đức ra sân trong trang phục áo trắng quần đen tất trắng. Đội 5B cộng ra sân trong trang phục áo xanh quần đỏ tất xanh. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu gồm có trọng tài thứ nhất Lê Tấn Kiệt, trọng tài thứ hai Nguyễn Anh Vũ. Về đi, 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 về
Thank you.
Trong
chứ người nào đánh lên 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 sao đâu kệ thôi kệ thôi thôi đừng vô thôi đâu rồi dưới luôn rồi từ từ bỏ dưới đây chạy lên con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đó đây. 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 Đó đây.
Trời ơi, tôi ơi. Có đứa thằng kèm đứa nào?
Hey!
Đứng đây. Đứng đây. Đứng đây.